Xin chào tất cả các bạn, tôi Khôi đây. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn bấm 14 chính tinh trong môn tử vi trên lòng bàn tay. 14 chính tinh thì gồm hai vòng sao. Vòng sao thứ nhất là vòng sao tử vi gồm 6 sao. Vòng sao thứ hai là vòng sao thiên phủ gồm 8 sao. Vòng sao tử vi gồm 6 sao, đó là tử vi thiên cơ, thái dương, ngũ khúc, thiên đồng và Liêm Chi. Vòng sao thiên phủ gồm 8 sao, đó là thiên phủ, thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát và phá quân. Và vòng sao tử vi thì luôn đi ngược chiều kim đồng hồ, và vòng sao thiên phủ thì luôn chạy theo chiều thuận của kim đồng hồ. Và chúng ta sẽ sử dụng bốn ngón tay út, áp út, ngón tay giữa và ngón tay trỏ. Thì 12 con giáp, 12 cung trên lòng bàn tay, bắt đầu từ cung Tý, cung Sửu, cung Dần, cung Mão, cung Thìn, cung Tỵ, cung Ngọ, cung Mùi, cung Thân, cung Dậu, cung Tuất, cung Hợi. Đó, chúng ta phải nắm được 12 cung. 12 cung này là cố định trên lòng bàn tay, cố định trên lá số tử vi. Đó, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, Tỵ, Thìn, Mão, Dần, Sửu, Tỵ. Tỵ. Thì sao tử vi có thể nằm ở bất kỳ một cung nào trên 12 cung trên lá số tử vi. Đó, tôi mới lấy ví dụ là tử vi nằm ở cung Dần chẳng hạn. Tử vi xong đến sao thiên cơ cách 1 đến sao thái dương, ngũ khúc, thiên đồng cách 2 ô đến sao Liêm Chi. Ví dụ như tử vi nằm ở cung Hợi chẳng hạn, tử vi thiên cơ cách 1 thái dương, ngũ khúc, thiên đồng cách 2 đến Liêm Chi. Đó. Và vòng sao thiên phủ thì luôn chạy thuận theo chiều kim đồng hồ, thiên phủ thái âm. Ví dụ như thấy thiên phủ nằm ở cung Dần chẳng hạn, thiên phủ thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát cách 3 ô 1 2 3 đến sao phá quân. Đó, tức là vòng sao thiên phủ gồm 8 sao, đó là thiên phủ này, thái âm này, tham lang này, cự môn này, thiên tướng, thiên lương, thất sát và cách 3 ô đến sao phá quân. Và trong môn tử vi thì có 14 chính tinh, và chúng ta sẽ phải học thuộc 14 chính tinh. Và để an được lá số tử vi thì chúng ta phải nhớ được cách an 14 chính tinh trên lá số tử vi. Và bắt đầu thì chúng ta phải an trước, đó là 6 sao của vòng sao tử vi, sau đó là an 8 sao của vòng sao thiên phủ. Thì tôi nhắc lại cách an của 6 sao trên vòng sao tử vi. Ví dụ như tử vi nằm ở cung Sửu ạ, tử vi này, tử vi nằm cung Sửu thì đến cung Tý là sao thiên cơ cách 1 đến sao thái dương nằm ở cung Tuất, thái dương đấy, vũ khúc, thiên đồng, vũ khúc thiên đồng cách 2 ô đến sao Liêm Chi nằm ở cung Tỵ. Đó. Và vòng sao ví dụ như tên đấy sao thiên phủ, ví dụ sao thiên phủ nằm ở cung Mão chẳng hạn, thì thiên phủ cung Mão đến thái âm ở cung Thìn, tham lang ở cung Tỵ, cự môn ở cung Ngọ, thiên tướng ở cung Mùi, thiên lương ở cung Thân, thất sát ở cung Dậu cách 3 1 2 3 đến sao phá quân. Thì sao khóa quân nằm ở cung Sửu, cung Sửu. Đó, chúng ta nhớ là vòng sao tử vi thì gồm 6 sao và vòng sao thiên phủ thì gồm 8 sao, tổng cộng là 14 sao. Đấy, chúng ta nhớ cách bấm là tử vi đến thiên cơ và cách một ô là sao thái dương, tiếp đến là ngũ khúc, tiếp đến là thiên đồng và cách 2 ô là sao Liêm Chi. Còn vòng sao thiên phủ gồm 8 sao thì dễ nhớ hơn, đó là 7 sao
thiên phủ, thái âm, tham na, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát thì chạy theo chiều vận của kim đồng hồ, sau đó cách ba ô đến sao phá quân đó. Và hôm nay tôi xin phép tạm dừng video 14 chính tinh, sao 14 chính tinh trên 5 ngón tay ở đây, và tôi sẽ chia sẻ những cách bấm các sao khác và cách bấm của mệnh, bấm mệnh trên 5 ngón tay của 60 hoa giáp hay là 60 cái tuổi theo thiên can và địa chi. Xin hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.